Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa thầy, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Dạ, con muốn xin gửi đến một câu hỏi đối với thầy, đó là như hiện nay thì tuổi trẻ tụi con có nhiều cái để bị vướng mắc quá, và một trong số đó là cái tình trạng chơi game, là nó gây ra cho tuổi trẻ chúng con một cái giống như là một cái bệnh nghiện game vậy. Nhà thì và ngay trong gia đình con thì những đứa em con nó cũng nghiện như vậy, và nó ảnh hưởng đến cái việc học hành của nó rất là nhiều. Và con xin họ xin thầy chỉ cho con một cái cách nào đó để giúp cho những đứa em, một cái phương pháp thực tập nào đó để giúp cho những đứa em có thể nó vượt qua được cái tác hại của game. Dạ, con xin hết ạ. Trong bài kinh Tất Cả Là Hoặc á, Đức Phật có nêu ra 7 phương pháp để dứt trừ một khổ đau. Tại đây thì chúng tôi xin nêu ra 3 phương pháp trong số 7 phương pháp được xem rất là hữu hiệu. Thứ nhất là phương pháp chánh kiến. Chánh kiến đây được hiểu đơn giản nhất là cái nhận thức chân chánh về tác hại của chúng nhiều hơn là lợi ích mà nó có thể chu cấp cho các game thủ, dầu chơi ở cái cấp độ giải trí hay là chơi với cái cấp độ là sát phạt đỏ đen trong thế giới ảo này. Mỗi một nhân vật ở trong game đó được bán với một cái giá từ 10 cho đến vài trăm triệu là chuyện rất thường. Thậm chí những con vật như là ngựa, những vật dụng của những nhân vật ở trong game đó cũng được bán vài chục triệu. Thế giới ảo đó thì không có giá trị thật trong cuộc đời, nhưng cái tác dụng tiêu cực của nó về phương diện tâm lý, nhận thức, đời sống, sinh hoạt là tệ hại có thật, chúng ta không thể phủ định. Và nhận thức về cái tính tác hại của nó sẽ làm cho chúng ta trước sau gì cũng thoát được ra, cho nên nhận thức bao giờ cũng phải là cái đi đầu. Như vậy, với vai trò là những người thân trong gia đình thấy được cái tác hại của em, anh hay là một người bà con nào đó đang bị dướng một cái này, thì việc phân tích đó không phải đơn giản là người ta có thể chấp nhận được đâu. Mặc dù có nhiều người biết, nhưng mà cái máu đỏ đen đó, nó làm cho họ bị dướng dính nhiều rồi, nên thoát ra cũng khó. Thì cái phương pháp thứ hai đó được Đức Phật dạy trong kinh đó, Như Thiết Lậu Hoặc, đó là phương pháp xa lánh. Xa lánh nó được hiểu dưới các góc độ. Trước nhất là không nên có mặt ở những cái môi trường mà việc tiêu khiển game online đó nó trở thành như là một phương tiện, không ai cấm đoán hết á. Như vậy ta cố gắng thuyết phục người thân của mình đừng bén mảng đến những cái quán internet hoặc là những cái nơi mà quá quảng cáo nhiều về giá trị ảo của những trò chơi trực tuyến như vừa nêu. Ngoài ra đó, tại tư gia ta cũng cần phải gọi là khóa cái máy vi tính lại và chỉ mở máy vi tính cho những cái mục đích nghiên cứu thông thường thôi. Như vậy hạn chế một cách tối đa cái việc gần gũi vào các cái phương tiện tiêm nhiễm đó sẽ giúp cho người thân của chúng ta thoát ra được. Phương pháp thứ ba trong bài kinh này Đức Phật dạy đó là phương pháp đoạn trừ. Áp dụng trong thế giới internet đó, thì việc mà xóa account của mình ở trong các cái trò chơi đó được xem là một yêu cầu không thể thiếu được. Có rất nhiều người tiếc lắm, bởi vì mình dành dụm biết bao nhiêu thời gian, công sức, trí thông minh, thậm chí là tiền bạc để nuôi một nhân vật ảo, rồi lúc mình đã trả giá cho nó là 50 triệu rồi. Có người thì trả giá cho nó cả 100 triệu. Bây giờ nó có một chỗ đứng khá tốt, tên tuổi của mình nó chạy theo cái chỗ đứng này, bây giờ vẫy tay chào nó đâu phải là chuyện giản đơn đâu. Do đó cần phải thuyết phục làm sao cho cái đó phải đoạn trừ đó, đoạn trừ bằng cách là xóa đi và không trở thành là thành viên của những cái trò chơi đó nữa.
thì lúc đó đó là người ấy mới có thể thoát ra được. Thì đoạn trừ đó bằng những phương pháp, ví dụ như là cha mẹ thì ta có thể cấm đoán một cách khôn khéo, hoặc không tạo điều kiện gì cho con em mình có cơ hội để chơi, giàu cũng muốn chơi cũng không chơi được. Một phương pháp khác đó là thay thế chuyển hóa. Thay thế chuyển hóa nó có một cái giá trị tích cực hơn, vì thói quen đó, cái con người nó không bị dướng chỗ này thì nó cũng dướng chỗ khác, giống như một cái căn nhà nó bị hư mục đấy, dột chỗ này vừa mới chấp lại xong là bắt đầu nó dột chỗ khác ra. Do đó là phải thay thế nghĩa là mình phải lợp lại nguyên một cái máy tôn hay là máy tranh hay là cái dụng cụ gì mà mình thích sử dụng thì theo điều kiện cho phép. Và sự thay thế trong tình huống này được hiểu là ta phải khích lệ cái người mà bị nghiện đó tìm một cái trò chơi nào đó nó có giá trị tích cực ha, để mới từ từ và dần dà quên được cái thói quen đang bị dướng vào. Đó là bốn cách thức mà chúng ta có thể áp dụng. Hồi nãy chúng tôi có đề cập đến cái việc mà những trò chơi thích hợp với giới tính đó, nó rất là cần thiết. Một người nam đang nghiện game mà mình lại yêu cầu nó đi đọc sách làm sao áp phê, không áp phê. Vì cái độ, vì cái gu của cơn nghiện á, đối với game nó cao cấp mấy chục lần với nỗi đam mê đọc sách. Mà đọc sách nó chỉ là những người có trình độ nhiều, có cái kiến thức và thích say mê về cái này, chứ không thích hợp cho các đối tượng bình thường. Vì vậy trong thời gian mà muốn cai game trực tuyến hay là cai game tại nhà đó, thì ta phải dùng những trò chơi rất là hấp dẫn đối với cái người nghiện, thì người nghiện đó mới từ từ thay thế để mà vượt qua. Hoặc là ta, nếu người đó không bị bận rộn về vấn đề công việc làm, đang rảnh rỗi ở ngay cái mùa hè, thì ta có thể dẫn người đó đi về quê thăm ngoại, thăm nội, thăm gia đình đó, ở những cái nơi mà hầu như là không có những phương tiện này, và ta cố tình để cho người đó ở lại đó khoảng một tháng, nửa tháng gì đó, để cho cái cơn nghiện nó bị đói khát mà chết. Nó bị gọi là đói meo đói móc, không có thỏa mãn được, thì dần dà nó sẽ là cắt đứt được cái cơn nghiện. Nói chung là phải sử dụng rất nhiều phương pháp, và vấn đề còn lại vẫn là cái nỗ lực của tự thân người bị cai nghiện thôi. Mà nếu như họ không có được cái tinh thần là tự cai nghiện khỏi những trò chơi điện tử này đó, thì không còn cách nào khác là ta phải đưa họ vào các cái trung tâm gọi là lao động công ích đó, là phải cho họ đi. Hiện nay Việt Nam thì chưa có những trung tâm đó. Trung Quốc là nước đầu tiên áp dụng những phương thức này, là trung tâm cai nghiện game, trung tâm cai nghiện internet. Và cha mẹ đó khi đưa con em mình vào trong chỗ đó đó phải mỗi tháng phải đóng tiền đó. Thì chỗ đó họ có những cái phương pháp là khai thác cái năng lực của giới tính đó. Ví dụ có nhiều em á nó giỏi về đá banh, nhưng mà gia đình là cấm đó không cho nó đá banh, nên giờ nó phải đầu tư vào cái game. Thì vào trong đó thì nó có trò đá banh, rồi nó có nhiều loại hình thể thao khác nhau, thì các em nó có cơ hội nó tìm đúng đến cái sở thích của mình để phát huy cái sở thích đó. Và suốt một thời gian cai game như vậy đó, thì hầu như đó là một ngày nó được chơi đến 5-7 tiếng đồng hồ bởi các trò chơi này, và cái sức khỏe được khôi phục lại từ từ, thần kinh suy nhược nó được khôi phục lại, rồi cảm giác, rồi mọi thái độ đời sống nó được khôi phục dần dần. Và sau một thời gian vài ba tháng đó, thì trở thành là một người bình thường. Ở Việt Nam thì ta chưa có được những cái phương pháp tương tự như vừa nêu, nên vai trò của gia đình và những người thân thương đó rất là quan trọng. Và để giúp cho người cai nghiện được thành công đó, thì phải vừa có cương, tức là cái quyết tâm dứt khoát, và phải có cái nhu, tức là phải dùng tình cảm, vừa dứt khoát mà vừa tình cảm. Còn dứt khoát không á, thì nó không chơi được ở nhà, thì nó ra ngoài tiệm mới chơi. Nhà không cho tiền, nó đi ăn cắp ăn trộm để mà nó chơi. Ăn cắp ăn trộm không được thì nó cũng tìm cái cách để mà sao để nó thỏa mãn được nó thôi. Cho nên yếu tố tình thương đó phải song hành với những cái biện pháp cứng rắn, thì họa may chúng ta mới có thể thành công được. Ở mức độ thành công trong vấn đề cai nghiện game đó, hiện nay đó thì cái đó là nó vẫn còn quá khiêm tốn đi, quá khiêm tốn, hầu như là không đáng kể. Và nếu như sắp tới đó chính phủ Việt Nam mà thông qua được cái dự luật là cấm chơi game trực tuyến đó, thì ta cảm thấy an tâm hơn.
còn mà cho phép chơi thì nó có nhiều cái biến dạng lắm. Còn thế giới phương Tây đó thì người ta bận tâm đến cái công ăn việc làm và tương lai nhiều, cho nên là cái việc mà nghiện game đó, thì nó không nhiều như là các nước chậm phát triển về kinh tế. Do đó áp dụng cái chính sách tự do trọn vẹn cho cư dân Việt Nam giống như cách thế và cái tầm vóc tự do ở các nước đang phát triển, đã phát triển đó, là một sự sai lầm về phương pháp mà chính quyền và các cấp lãnh đạo nhà nước không thể không quan tâm đến. Vì sự ứng dụng sai phương pháp thì dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, trong đó con em chúng ta sẽ là nạn nhân và đất nước chúng ta sẽ bị chịu trách nhiệm trực tiếp trước cái nạn suy thoái của giới trẻ, và do vậy đánh mất tương lai cho đất nước khó có thể phát triển như chúng ta mong đợi. Xin đi câu hỏi khác.